chuyện tình yêu của ngôi nhà chung sơ đi 10 vẫn chưa đi đến hồi kết và những nghi ngờ vẫn còn bủa vây tất cả các thành viên. Long đã thực sự hướng về Thảo hay còn do dự? Vi đã bỏ cuộc hay còn chút hy vọng nào với Long? Nhân sẽ tiếp tục theo đuổi Vi không? Tình cảm của Greg đã dành cho Diễm, liệu Huyền có bỏ cuộc? Liệu những ngày cuối cùng sẽ có những biến đổi nào không? Mời các bạn cùng theo dõi. Từ khu Thảo Điền quận 2 vượt qua sông Sài Gòn sẽ đến được với Sài Gòn Riverside Retreat. Đây là một khu nghỉ dưỡng thanh bình, yên tĩnh, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, mang lại một cảm giác như đang ở một vùng quê yên ả nào đó. Những căn nhà gỗ tiện nghi nằm giữa khoảng vườn xanh mát được thiết kế hài hòa, giúp mang lại một cảm giác thật thư thái và thoải mái. Một buổi sáng bình yên lại đến, khởi đầu cho ngày cuối cùng của các thành viên tại khu nhà vườn Sài Gòn Riverside Retreat. Có mình Rác là đào hoa nhất nhỏ mà. Love the house. Ủa, em ăn tiếng Hà này hả? Anh nói là em thích ăn tiếng Hà đó. Thôi này, anh Rác nói thế này. Ừ, đúng quá nhờ, anh Rác không nha. Em ngồi kế đi mà bé Diễm đó nha, em đi cùng nha. Nhưng mà bé này em ngủ ngon không? Dạ không, ngủ ngon lắm, mới mở mắt. Ủa sao vậy? Sợ hãi. Sợ hãi mà em còn làm những cái điều đấy. Em là thử thách sự kiên nhẫn của Diễm à? Chị vậy em thấy chị Diễm tối nào cũng cầm laptop đánh không? Là giết mail cho em á. Cứ như vậy em sẽ nhận được cái mail ngày hôm đó đã làm cái gì. Thế chương trình là sẽ gửi thẳng. Chị thấy chương trình này chị là người bình tĩnh và chương trình đường của chị nhớ cao. Chị đường cao quá. Mình phải ngồi chống mắt lên xem. Mấy cái này xong rồi mình mặc đi chơi được mà. Tối qua bữa nay em cũng ngon. Cứ làm mơ thế nào. Ủa qua coi là mới hả? Ám ảnh á, chị ám ảnh á. Nãy hỏi mọi người ra là mọi người ngủ ngon. Anh nghĩ là mọi người ngon. Mọi người ngủ ngon tức là mọi người không làm mới ăn. Còn mọi người ra mọi người cũng không ngon đâu. Ám ảnh đúng không? Vâng. Vậy là có nghĩa là không làm mới ăn. Ai mà muốn bước vào giấc mơ của Thảo là đều phải bước qua gác cửa. Bước qua gì anh? Gác cửa. Lại lưới con trước phòng đấy. Thôi đứng ngay trước đầu em luôn. Ai không được mong men vào lên đá ra. Chị này biết con ma hôm trước chị mơ. Em không anh đó mọi người làm. Bữa trước là anh thấy trong phòng có ma à. Anh thấy hả? Em mơ. Mơ này trong phòng có ma á. Nhưng mà sao cái hôm em mơ như Rác, chị cũng mơ như Rác. Ừ, biết hả? Chị này luôn. Em thấy Rác đặt lại cái xong cho chị. Chị đi mơ được nhận cái son đúng không? Chị mơ đi chơi đó. Không chắc tại tối mọi người nói quá nhiều về chuyện rồi Rác tặng nhẫn cho chị á. Chà hay là mơ lại em xong. Tặng nhẫn luôn. Nghe vậy. Tại con hôn bữa đó rồi. Giống nhẫn kỹ quá chứ không? Ừ. Chị quá sức bị kiếm cái nhẫn. Ba chị em còn lại là đứa là cái nữ nhẫn lẫn luôn. Đâu mình chia cho em. Thôi mình tranh thủ đi để hôm nay mình việc nhiều lắm á. Đi. Hôm nay mình bao việc. Nhà bao việc. Nhà bao việc. Thảo và Long có một cái hẹn ăn trưa từ trước, đến hôm nay mới thực hiện được. Long quyết định dẫn Thảo đến quán của một người bạn. Giới thiệu với bạn, đây là Thảo. Là người ấy người ấy của Long. Long cũng có giới thiệu thì Long có nói là đấy là người ấy á, thì thấy bạn đấy cũng khá là dễ thương. Cũng không biết là bạn đấy với Long thì quen nhau lâu chưa, thì mình cũng chưa có nghe thông tin đấy từ Long ấy. Mình thấy hai người nhìn từ bên ngoài thì ấn tượng cũng khá là tương đồng. Đây là quen là cùng với anh, vừa là đồng nghiệp ở đây, vừa là người làm ăn cùng. Ủa sao hai người tên giống nhau vậy? Hai người đều tên là Brian, nên Brian này là tên thật. Tên thật còn anh là tên hùa heo. Nghe là Lai Philippines với cả Việt Nam, mọi người gọi là ăn béo. Lý do mình đưa Thảo đến đó thì mình muốn Thảo biết được là
mình đã làm cái gì và những con người xung quanh của mình như thế nào. Họ đều là những người mà mình đã coi như là người trong gia đình và những người rất thân thiết với mình, thì họ đều có một cái năng lượng rất là tích cực. Nên là mình cũng muốn Thảo biết được cái điều đấy, cũng như là mình đơn giản chỉ là muốn giới thiệu với Thảo những cái gì mình cảm thấy nó tốt và ngon, cũng như là để cho Thảo biết là mình đã làm được cái gì. Em xem thử. Còn anh đã biết món ăn cần gì mà? Dạ anh gọi đi, anh gọi luôn em đi. Em ăn được tất cả mọi thứ đúng không? Về cơ bản. Ok, anh sẽ gọi những cái món ngon nhất ở quán. Đây là cái số mà anh đặt liên hệ của nó. Anh là thiết kế ở đây hả? Không, anh là làm về vận hành với cả nhân viên mới các thứ. Còn thiết kế là cái thiết kế là của anh người Canada. Nếu hôm nay em với anh hôm nay chắc là buổi hẹn cuối cùng đấy. Bây giờ anh thấy là ai còn nhu cầu nữa đâu. Ừ. Chị cho em gương. Cảm ơn em. Này có thể đi qua con gà có cái mặt này. Đi qua con gà đấy, có cái mặt này. Có cái mặt này luôn. Người ta lại tưởng là giàn xếp. Hôm qua nhân là chuyện với anh và là hôm trước trở đi và không nói với anh ghê thật, có khi nào đến lại phải gặp lời mất được à, cũng là 2 ngày nữa anh mong đến lúc đấy người bước lên không phải là em sẽ bước lên với tư cách khác. Nếu mà vậy thì sao? Hả? Nếu mà vậy thì sao? Anh không biết đó. Thì nếu mà anh bước lên như thế thì anh sẽ lấy cái món quà mà anh chuẩn bị, anh sẽ đưa cho người khác. Đưa cho người khác? Anh có thể chấm nước tương. Nhưng mà đến ngày em mình nói là đúng rồi. Chẳng hạn lúc đấy em là cặp đôi, em thông báo là em là cặp đôi biển, sao anh nói luôn với cả người yêu em bảo là tôi thật sự là tôi thích người yêu em, thích người yêu em. Như là bây giờ anh sẽ tiếp tục đi thẳng hay là vòng đầu xem? Không, anh thì anh đi thẳng luôn. Anh đi thẳng luôn, đi thẳng là hết chương trình luôn, đi ra luôn. Đi thẳng ra cửa luôn. Bóc tổng lại. Ở đây có mỗi một người nữ duy nhất này trong kia. Và con gái anh. Dắt em qua để cho nó biết mặt mẹ. Càng ngày nó càng dẻo miệng. Anh dẻo với em là được. Không phải là ai cũng dẻo đâu. Để tôi coi. Thời gian tới, cái quán gà của anh thì trong năm nay thì sẽ mở một cái ở Vân Đồn, Vân Tư, với cả một cái nữa ở Hải Phòng.
hy vọng là nó suôn sẻ, hy vọng là mọi việc nó như những gì mình nghĩ. Còn cưới vợ thì chưa nghĩ đến, cưới vợ thì chưa nghĩ đến. Nên hôm đó thì anh ngoài 30 đấy, nhưng mà anh đi ra đường người ta cứ tưởng anh 23, 24 không. Nhiều khi em đang muốn cưới thì sao? Nhiều khi em đã muốn cưới mà anh nói vậy em buồn là sao? Không, lúc nãy em nói rồi. Lúc nãy trên thuyền em có nói mà. Có gì? Em có nói là em không chưa, bây giờ em đã muốn cưới đâu. Thế nên em nói hai lời. Thế em là người hai lời như vậy sao ạ? Đi nha, bye bye. Mình gặp bạn này là bạn thứ 3. Bạn đầu tiên mình gặp bạn mà có mái tóc bạc. Đó, thì bạn gái đấy nhìn cũng khá là xinh xắn dễ thương. Thì mình thấy bạn đấy cũng khá là hợp với Long. Đó, sau đấy cũng có một bạn gái nữa mà mình có gặp qua. Thì mình thấy bạn gái đó khá là lịch sự, cũng rất là nice với mọi người. Bạn khá là cao. Đó, ăn nói nhẹ nhàng, da cũng hơi da trắng. Bạn thứ 3 là bạn vừa rồi. Thực ra nếu mà để cảm thấy là phù hợp nhất thì mình nghĩ là bạn thứ 2. Bởi vì là mình thấy cách ứng xử của bạn khá là nice, lịch sự. Và lúc mà anh Long đang bận làm bill cho khách thì bạn ấy cũng nhiệt tình hỏi anh Long có cần giúp gì không. Đó, thì mình nghĩ là như anh Long thì sẽ cần những cái người như vậy. Thôi, ý kiến cá nhân của mình thôi. Vẫn chưa hề biết về nhận định của người bạn mình, Long lại tiếp tục hành trình đưa Thảo về nhà. Bây giờ anh 31 rồi. Anh dư 32 chứ. Thế bây giờ đến lúc anh 35. 35 thì bố mẹ anh sống 64 rồi. Cũng phải lấy vợ là sao gì mà nghe ép buộc vậy? Không phải. Giả sử tới 3-4 năm nữa không muốn lấy ai thì cũng khỏi lấy. Sao mà hên xui. Nhiều khi cái việc quyết định của mình không phải là do mình quyết định. Sự xuất hiện của một thanh niên mặc áo trắng, mặc áo blue trắng. Có bây giờ là phải cưới nữa không? Được không? Được rồi. Cô các cậu lớn hết rồi nha. Không cần nhân vật thứ 3 thông báo như thế. Cưới nha. Thế nên anh bảo là cái gì anh cũng rất cẩn thận. Anh không bao giờ để áo trắng nó quyết định cuộc đời của anh. Không muốn thêm. Về phía Long thì ngày hôm nay là ngày mình tin tưởng nhất. Ngày hôm nay là ngày mình tin tưởng nhất. Tại vì ngày hôm qua thì mình còn hơi lưỡng lự tí xíu. Tại vì giữa tụi mình mới giải quyết xong những cái mâu thuẫn cho nên mọi chuyện nó chưa có được êm. Còn ngày hôm nay thì anh Long đã thể hiện rất rõ là anh Long chỉ muốn tìm hiểu mình thôi. Còn các mối quan hệ khác là bạn bè bình thường. Mình cảm thấy là mình và Thảo đã nói chuyện khá là hợp và mình nghĩ là đó là một cái bước tiến tốt cho chuyện của bọn mình. Buổi chiều hôm đó, vì là người về sớm nhất nên Huyền xung phong lãnh phần đi chợ, chuẩn bị bữa chiều cho cả nhóm. Cho con miếng này nữa nè, cái này ăn sống luôn nè. Sao khúc này nó ngọt quá vậy? Đời em con gái đã lớn yêu rồi. Ôi. Khi Huyền đi chợ về đến, Vi cũng vừa về. Thế là hai cô gái cùng nhau làm bếp. Bên kia sông, Brett và Diễm cũng vừa về tới. Anh bị ướt rồi. Nằm một chút. Brett luôn thể hiện sự ga lăng của mình đối với Diễm. Thôi một chút anh. Rồi, được rồi, được rồi. Đi. Thank you. Tối nay mắt của em đẹp này. Đẹp hả? Đẹp. Tối đẹp nào? Đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Chà. Thank you. Cô cô. Hello. 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 Chị vô, chị cất đồ cái này chị ra nha. Tại sao hai người đi chung với nhau? Tại sao hai người đi giống nhau? Chị cũng tính hỏi. Dạ. Em không tin. Sợ. Không tin gì? Em rất buồn. Xin vẽ râu cho mọi người coi. Vẽ râu ra cho mọi người. Hello Tu.
lại một cặp đôi khác về cùng lúc với nhau, làm cho một cô gái phải suy tư. Mình lại hối tiếc một điều là mình đã để... Thực ra là đáng lẽ là mình đã đi trước người ta một bước, nhưng mà đến bây giờ mình lại bị chậm đi một bước. Mình làm cho người ta hiểu sai về cảm xúc của mình. Trong thời gian vừa rồi thì mình hơi tập trung vào công việc một tí, không có để tâm vào cái vấn đề người ta đang đặt tình cảm ở mình. Nên là mình đã một chút gì đó đã bỏ qua một cái cảm xúc mà mình có. Cảm giác là hối tiếc khi mà mình đã có cảm xúc nhưng mà mình lại bỏ lỡ để cho cái cảm xúc đó nó bị mất đi và người khác là người bây giờ đang đi bước hơn một chút và mình lại bị lùi lại phía sau. Các thành viên cùng chung tay chuẩn bị cho bữa tối cuối cùng ở ngôi nhà chung. Trong khi đó, Diễm và Nhân bất ngờ có một cuộc hẹn mà không ai biết. Đây cũng là lần đầu tiên họ hẹn hò riêng với nhau. Bây giờ em và em để ai rồi? Thế là em có cảm tình với ai nhé? Chắc là anh Đáp. Anh thấy vậy. Chào thầy. Thế hai người thân với nhau hay đi? Đâu thân đâu. Có gặp có buổi chứ mấy. Thấy cũng có vẻ nói chuyện nhiều. Vậy chứ anh có cảm tình với ai rồi? Bí mật. Mà bé Huy á, Huy nó tự giờ nó bị gì vậy? Nó bị vấn đề. Đâu thấy có vấn đề gì đâu. Nãy em cũng không biết nữa, không hiểu, không có thấy nó chia sẻ gì hết. Vậy Thảo sao? Mình cũng bình thường. Chứ mà đang tìm hiểu mới, không? Mới biết nhau thôi mà. Ừ. Thấy Vi dễ thương quá mà, cá tính vậy mà. Nghĩ Vi anh Long thích nhau mà. Nhưng mà em thấy anh Long thiên về Thảo nhiều hơn mà. Chả biết. Và giờ Long chính thức tìm hiểu Thảo thôi. Hồi nãy đi xe kêu chở Vi về thì Long đâu chịu đi đâu. Biết là mấy chuyện của mấy người nó phức tạp. Ừ, phức tạp thiệt. Trong phòng Long quay lại. Có em với anh Rác là đơn giản thôi. Chúc mấy người hạnh phúc nha. Mấy người hay rồi phát hiện sao? Nó đâu biết là này đâu. Gì? Gì đâu? Không quen. Mình đâu có thân đâu. Cứ nhảy đi. Đâu biết à, anh là ai? Nói là thấy ông Long được hết, đỡ, đang nghi rồi. Cái gì? Nói là thấy ông Long đỡ, đang nghi rồi đúng không? Nhưng mà mày đừng vẫn nghi em, ông Rác. Biết mà. Rồi nhìn là biết gì đâu. Kể đi. Tại anh thật quá mà. Ừ. Thật quá đúng không? Mệt em quá. Chuyện tình của Nhân với Diễm thì bắt đầu từ quen biết nhau từ khoảng tháng 8 năm trước. Tháng 8 năm trước thì lúc đó cũng có nói chuyện với nhau, nhưng mà hai người thì thật sự chưa có duyên. Thì đến hồi tháng 7, tháng 8 năm nay đầu lại sinh tình cảm. Và hai người chính thức quen nhau. Thực sự thì trong thời gian quen nhau thì cái lời tỏ tình với Diễm thì chưa chính thức lắm. Thì hai đứa vẫn biết là hai đứa vẫn cảm nhận là hai đứa là rất là thích nhau, nhưng mà không có nói là quen nhau hay là em làm bạn gái anh đi thì chưa thực sự có những cái lời nói đó. Mục đích thực sự mà để tham gia chương trình á là trước mắt là mình muốn thử thách tình cảm của mình. Xem hiện tại là cảm nhận của mỗi người và tình cảm của mỗi người đối với người khác, đối với người kia như thế nào, có thật sự bền vững không, hay là có thật sự là có lòng tin với nhau hay không. Thì đó là cái thử thách đầu tiên. Mục đích thứ hai mà khi em rủ anh Nhân đi tham gia cái chương trình này á, là hai đứa rất là thích đi du lịch và muốn được cái chuyến đi du lịch của chương trình, cho nên là hai đứa em vui lên đi thôi. Là cặp đôi bí ẩn sống giữa những người đang đi tìm tình yêu, Diễm và Nhân đã gặp không ít trắc trở. Cái buổi Nhân
thân thiết với Thảo, nhắn tin cho Thảo nhiều. Thì có khi mà hai đứa có gặp nhau ở ngoài riêng á, thì em có một chút là hơi khó chịu khi mà Nhân thân thiết với Thảo nhiều, và sau đó thì cũng có thân thiết với Vi. Thì em lại thấy Nhân nhiều khi Nhân giấu, Nhân không cho em biết là Nhân với Vi nhắn tin với nhau những gì. Rồi Nhân còn nói là Nhân gọi điện cho Thảo này kia, cho nên em tưởng là Nhân có tình cảm với hai người đó. Tối đó anh Nhân về kết bạn đi đâu với em. Nào từ sáng đó là nhắn tin cho em biết tới chiều luôn. Mà ông chủ động cho em về. Như ông Nhân á, em biết sao không? Sẽ tán chị Thảo, nhưng mà nếu như không được là sẽ chuyển sang em, và nếu như em không được là sẽ chuyển sang lại Thảo, có nghĩa là như vậy. Ông Nhân là kiểu sẽ là không phải là cùng một lúc hai người. Nhưng mà ông dò thử là người nào thích ổng là ông sẽ nhắm tới cái người đó. Là sẽ gọi là ông tính ông Nhân là ông thích là đụng độ ai hết, là kể là nhập trúng ai là sẽ là thích mình là tích lại chuyện lại luôn. Hồi nãy em mới nói nè Nhân nè, nhắn tin em không trả lời nè. Nói gì? Ông bảo là em thích Long đúng không? Kem gọi là sao hỏi thế? Có hay không để anh còn biết. Kiểu đó, nghe cái câu đó là chị biết rồi. Cho nên nếu như mà em không thích ông Long là ông Ngân sẽ ập vào em liền đó. Tức luôn, em chắc chắn. Nhưng mà ông có nói thích em không? Hả? Ai? Ông Nhân. Ông Nhân á, ông Nhân á là ông đang dò, hiểu không? Đấy, ông nói vậy hết, em nghe là biết cái gì. Em nói là em không thích ai cả. Xong rồi là ok, tối anh Long không đón thì anh qua đón được không nè? Theo anh ấy thì Nhân thích ai? Vi hoặc là Thảo? Làm sao anh biết được? Trời ơi. Nhưng mà anh với Nhân ở chung có nhiều anh khi tâm sự thì phải biết chứ. Tâm sự thì chỉ anh thì anh nghĩ là anh thấy cũng biết, anh không phải Nhân anh không biết. Nhưng mà em đang hỏi anh đoán thử coi là Nhân là thích ai? Nhân theo như cách nói chuyện của Nhân với anh ấy thì Nhân thích Thảo. Nhân thích Thảo. Thì em bảo là nếu mà anh có thực sự có cảm xúc với những người trên hành trình thì anh cứ tìm hiểu đi. Còn nếu như còn nếu như mà anh thấy họ hợp với mình hơn thì mình sao? Thì Diễm cũng có ghen giữa Nhân, Thảo và Vi. Thì Nhân cũng nói rõ với Diễm khi tham gia chương trình này á, thì Nhân cũng muốn là đi theo format của chương trình là cũng phải tìm hiểu những người khác nữa. Nhưng mà vẫn không quên nhiệm vụ, mình vẫn là một cặp đôi bí ẩn. Và khi mà tiếp xúc với những bạn nữ đó thì Nhân vẫn biết mình hiện tại đang ở đâu và mối quan hệ của mình là đang như thế nào. Cho nên là dừng với mức là hơn bạn bè một tí xíu thôi. Có một lần ghen với Diễm là Nhân cũng có nhắn tin riêng cho Diễm luôn. Nhân nói là ghen Diễm, vừa Diễm và Red. Cửa gì hoài vậy? Diễm đã không biết rằng vì ghen mà có lúc Nhân đã có ý định dại dột. Đã có lần Nhân nhắn tin với ekip rằng Diễm chọn Red rồi. Đúng là cái đoạn là Diễm là Red. Diễm mình nói là Diễm chọn Red rồi. Thì cái đó là mình muốn là số này không có đối bí ẩn. Tại sao? Vì mình muốn sắp xếp là cuối cùng mình sẽ không chọn ai hết. Và Diễm sẽ chọn Red. Ngoài những sự hờn ghen, Nhân còn bị áp lực bởi sự nghi ngờ luôn bao trùm ngôi nhà chung. Thật sự nếu mà gọi chương trình là cặp đôi bí ẩn thì thấy đúng hơn. Tại vì là đa số là mọi người vào đây thì để tìm cặp đôi bí ẩn thôi, chứ không có thời gian để tìm hiểu nhau. Mọi người quá mất nhiều thời gian vào cặp đôi bí ẩn. Và cái mà mình khó chịu là lúc nào mọi người cũng đang nghi nhau thì như vậy nó rất là khoảng cách. Không thấy Thảo với cả Tuấn Anh mà giống nhau. Giống. Công nhận hai người rất giống nhau. Đây chỉ phải cái của mọi người. Không giống nhau luôn. Người ta bảo là hay ở với nhau là hay thường giống nhau lắm. Cả thể không? Vì về cả Brad trông cũng giống nhau nữa. Không hề. Còn 40. Bớt thải mũi đi. Em làm tụi nó nghi rồi đó. Em làm phải ăn cứ phải đi. Anh cứ cắt xa là chị anh bình thường xa đâu. Anh bình thường mà, tại vì em biết hay không, nó để ý nè, hồi nãy em kêu tính anh nít, em vừa nói tính anh nít cái Huyền nhìn liền, xong anh nghĩ nó gặp có ngày sẽ biết tính bình thường. Giả dụ như em gặp Long em nói ổng chững chạc người lớn bình thường mà. Không phải, em dễ bị nghi lắm. Tại vì em thì em hay cười hay nói vô tư quá đó. Thôi không nói nữa. À, mình nói này nè, đi theo chương trình này anh phải biết nhiều nhiều người. Sao?
nhiều người giống Conan. Mắc cười nhất là ông Rap, tối ông xỉn vậy nè. Mày nói đi, nói đi. Du là cặp đôi bí ẩn đúng không? Tôi không nói ai đâu. Tôi hồi một lúc sau cái mình ra mình đi vệ sinh cái nói y chang với ông Long vậy luôn. Sao ông hay vậy? Nhiều khi là ổng ấy. Thì anh đang nghi ổng với em đó. Nhưng mà em cũng vậy. Mà anh không quan để ý nha, trong cái bàn chơi nha. Mọi người nhìn nhau, mọi người liếc nhau ghê lắm nha. Như là để anh được chỉ hành động nha. Anh nhìn qua bên kia, anh Long cũng nhìn anh vậy nè. Sai cũng nhìn ai nha, ai nhìn ai như là. Tại vì là anh với anh Long là ngồi đối diện nhau, dễ nhìn nhau thấy không? Mình dễ điều tra. Xong cái nhìn qua Vy cũng nhìn anh vậy nè. Anh nhìn nó vậy nè. Nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ. Sát thủ. Mình cảm thấy không khí ở đây rất là áp lực. Khi đi làm về là áp lực rồi, về đây nhìn mọi người từ Vy, anh Long với anh Thảo. Mình sợ cảm giác như là mình từ đầu chương trình cho đến giờ mình cố giấu mình là cặp đôi bí ẩn. Đến lúc mà mình đang tưởng tượng cái cảm xúc mà mọi người biết mình là cặp đôi bí ẩn thì mình rất là sợ. Các thành viên đã trải qua ngày cuối cùng trong ngôi nhà chung. Long ngày càng khẳng định tình cảm của mình với Thảo. Liệu Vy còn chút hy vọng nào không? Quyên vẫn để ý Brad, trong khi Brad dành tình cảm cho Diễm. Giữa tình hình như thế, liệu cặp đôi bí ẩn có giữ được bí mật cho đến giây phút cuối cùng? Chuyến đi dài sắp tới sẽ đem đến diễn biến gì mới cho câu chuyện tình yêu trong ngôi nhà chung series 10? Mời các bạn cùng đón xem tập tiếp theo. Điều gì sẽ đến mỗi sớm mai.